và chúng ta nói ta đến để đối xử với người vô tội. Như vậy nếu chúng ta nếu ta như thế thì là được là từ khi này khi vậy. Còn nếu chúng ta hãy ba sự này đừng để ra gì như vậy là ngược lại cái luật đã được quân xe đi đường nào chưa cũng thua đường nào chưa cũng không giải quyết được đường nào họ mới làm trước được họ sự sinh động vì chuyện đẹp xưa và bạch của họ ví dụ của ngày này chúng ngồi xuất đã biết chúng biết gì ta không biết để rồi trước đến giờ một câu lúc ai cho phép ngươi sẽ tội ném đá trên thầy trước chúa và rồi từng người mỗi khi cùng người nhắc nhở người đó khi xuống với những sĩ đạo tôn giáo cho thầy hôm xưa mà ta cùng có lời nhắc nhở cho hôm nay ai cho phép ngươi sẽ tội mẹ cả trên này trước đi mặc dù lên đá người khác dân đó nhận ép dấu lâu nay nó còn người khác mà ít khi nhận ra cái xấu cái lâu nay cái chữ lệ trong con người của mình cái cư xử của mình thiên sứ đứng sờ lòng xót thương. Tất cả các thứ đã bỏ cho con người chứ không chung giữ sự tội chứ số bào là phụ nữ tôi không biết ai chỉ đâu hãy để đi và đừng qua cô nữ chứ không chung giữ cái sự tội chứ phần nào rất lớn và các thứ và chúng tất cả những ai nhận ra là đúng sốt của mình cần phải phản cải cần phải sự tội. Thế dù yêu thương chúng ta vô cùng thế nhưng ấy được thể hiện rất rõ ràng qua cái chết và sự bạc của Đức Giêsu Kitô. Để rồi mỗi chúng ta được gọi những mô đồ cho người yêu thương là tất cả mọi sự không có thể đến sống với yêu thương thế vậy trở nên vẫn còn là chết đi để từ cái lời vô song là sự phục sinh từ cái lời vô song để sống được như sự kỳ tổ kinh nghiệm từ người chúng ta rất dễ dàng tôi chia sẻ một kinh nghiệm rất tự tử ai chúng ta cũng từ thì cảm ơn khi cảm ơn thì so sánh biệt cảm mà hôm nay có những COVID là bất kỳ sai mà ta sẽ có từng cảm trí nếu là em làm cái này thì chúng ta biết gì hiểu biết chìa khóa và trên tay cũng tìm chìa khóa. Còn khi tôi có đôi lần cũng cà phê mà mang muối ra chứ bà sẽ có nhiều hơn tôi có đôi lần đại trí cứ lần đi cả biệt xác chúng ta không chính xác không chọn và rồi trong gia đình nữ chồng hay vợ hay mẹ hay ông hay bà với ta bữa đó ăn trước tiếp xúc với tiếp xúc với vợ đầu ăn cơm ăn chua thì quá ngọt như trẻ cá kho thì quá mặn chồng ăn cho vào và cũng có bị tự được chứ sớm thì sao mà cho được như thế khi ăn tới cà kho
con và bà cũng có bị căng sâu cơ áo chỉ sự cái sao mà cho chúng ta mặc thế cái việc đời người nó khổ rồi sợ thân họ bị tiểu đường sợ thân nạn quả bị cao huyết áp nhưng có cái việc đời người cho biết rằng khi đại trí khi lo về nấu ăn không sợ thay vì nếu bắt đầu bỏ em à em có chuyện gì để cô nói sao cái đại trí phải không em à em bị cảm đi sao vậy cái gì từ người sẽ khó nhưng ta đi học là ta đi một thế sĩ một ca sau một người ghi cái bóng tình yêu nó khác thì nó bị những nó khác hôm nay chúng tôi gọi là xã hội là nhìn lại chính mình muốn đi qua cái chú và muốn thân thiết để ta cái tôi nó được bao lần sân lễ tất cả từ chú đều gặp chú của hòa y lễ trong gia đình đều cùng những cha mẹ tức là phải cùng những cha mẹ phải đi tin mừng và chúc để tất cả ai không lo nhưng mà không có con chúc tốt bao năm con hầu là cha đau khổ vô cùng chúng ta được gọi là gì là chính để chúng ta có việc rất tơ thương vì sức khỏe, vì chầu kinh tế, vì ta ký cầu tiền, nó thật sự bày tỏ tình yêu của người con của Đức Chúa Trời Cha là có thể bị thần thức đi sinh cho vô cùng để nghe sự nói để tạo vì cái sự khao khát của mình của mình đưa ra chút rồi các tờ thử các một phần của cha mẹ ông bà anh chị em trần vợ con gái chúng ta làm cách sao với sự thế nào khi lòng tình yêu tất cả mọi sự từ cảm thấy hôm nay chúa gọi thân hiện là chính mình để cảm nhận tình yêu lòng xót thương thiên chúa dạy ta để chia sẻ vô sức mạnh trong cuộc sống của thế gian từ những ngày còn lại trong cuộc thế giới này rất biết cùng con người có vô vọng thấy được để xóa cả những rõ ràng cụ thể bằng hiện tại của chúng ta xin chờ đợi nhắc nhở của Chúa Giêsu ai trong các ngươi sẽ tội kể cả chi mạng trước nhìn lời nhắc nhở chúng ta bước đi sự đề tài của người khác bước đi sống so với số của người khác và luôn dành ra cái tốt của họ đời sống gia đình chúng ta thì đó vợ chồng cái gì là cái tốt đẹp của nhau mà cái những số cứ là đề tài là một tổ con cái là cha mẹ của thế giới và anh nghe hàng xóm có gì cũng vậy thôi và cái thứ hai tôi thứ hai chúng ta